Lữ đoàn cơ giới 93 của Ukraine đã công bố đoạn video do máy bay không người lái ghi lại ngày 22 tháng 4 ở Bakhmut, cho thấy một số vụ nổ xung quanh thành phố sau khi Nga tuyên bố kiểm soát thêm 3 khu vực. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết các lực lượng của nước này trong 24 giờ qua đã giành quyền kiểm soát 3 quận ở phía tây thành phố Bakhmut. Theo ông Konashenkov, lực lượng dù của Nga đã kìm chân các lực lượng Ukraine ở hai bên sườn và hỗ trợ các đơn vị tấn công chính vào Bakhmut. Các máy bay chiến đấu của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã thực hiện 6 lần xuất kích để hỗ trợ các đơn vị tấn công đang chiến đấu giành quyền kiểm soát Bakhmut. Ông Konashenkov cho biết thêm, tổng cộng các máy bay đã thực hiện 6 nhiệm vụ để hỗ trợ các đơn vị tấn công và lực lượng pháo binh đã khai hỏa 62 lần. Bakhmut là một trong những nơi diễn ra giao tranh ác liệt nhất trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine hiện nay. Washington Post ngày 20 tháng 4 dẫn các tài liệu tình báo bị rò rỉ cho biết, từ tháng 1 năm 2023, Mỹ đã cảnh báo rằng các lực lượng của Ukraine sẽ không thể giữ được Bakhmut, đồng thời thúc giục Kiev rút khỏi thành phố này. Theo các tài liệu được đánh dấu tuyệt mật, Mỹ cho rằng các bước tiến đều đặn của Nga trong khu vực kể từ tháng 11 năm 2022 đã cản trở khả năng của Ukraine trong việc giữ vững Bakhmut và các lực lượng của Kiev có nguy cơ bị bao vây nếu không rút khỏi thành phố trong vòng một tháng. Tuy nhiên, theo Washington Post, những cảnh báo này dường như bị phớt lờ. Kiev tin rằng Bakhmut không chỉ có giá trị quân sự chiến lược mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn Nga giành thêm bước tiến về lãnh thổ.